các em có thể sử dụng chứng chỉ này thay thế cho môn tiếng Anh khi các em tốt nghiệp cấp 3. Xét tuyển thẳng vào một số trường đại học sẽ tính điểm thi cho các em HSK4 sẽ tương đương với lại 8 điểm. Vô cùng tự tin nói chuyện với người Trung Quốc rồi. Ở trung tâm có những khóa học như sau. Thứ nhất là khóa học ICT, tức là dành cho những cái em nhỏ, học sinh cấp 1, cấp 2. Còn đối với lại lứa tuổi của các bạn ấy, thì thường là các bạn sẽ học khóa học dành cho những bạn học sinh phổ thông và những bạn đi làm. Thì ở trung tâm sử dụng bộ giáo trình chuẩn HSK. Đây là bộ giáo trình từ Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh biên soạn với lại giáo trình HSK1, tức là khóa HSK1 ấy, thì sẽ giúp các bạn chưa biết một chút nào về chữ Hán, về tiếng Trung, tức là các bạn sẽ đi từ con số 0 đi lên. HSK3, HSK4 là khóa học tiếng Trung trung cấp, vô cùng tự tin nói chuyện với người Trung Quốc rồi. Và đối với những bạn đi làm thì các bạn đấy càng tự tin hơn là cầm CV của mình, cầm chứng chỉ HSK3, HSK4 đi xin việc ở một công ty lớn. Các em đạt được chứng chỉ HSK3 này rồi thì các em có thể sử dụng chứng chỉ này thay thế cho môn tiếng Anh khi các em tốt nghiệp cấp 3. Tự tin hơn bước vào cái kỳ thi tốt nghiệp mà chúng ta chỉ cần phải thi 5 môn học nữa thôi. Trình độ HSK4 thì có thể giúp các em xét tuyển thẳng vào một số trường đại học, ví dụ như là đại học mở, ví dụ như là đại học Đông Đô, hoặc là họ sẽ tính điểm thi cho các em HSK4 sẽ tương đương với 8 điểm. Nhưng ở đây là chúng ta lại vừa được học vừa được chơi. Đấy là cái trải nghiệm mà ở tuổi thanh xuân của các bạn, cũng nghĩ là các bạn không nên bỏ qua. Trung tâm Ngoại ngữ Tâm Trí Thành sẽ lấy giáo dục từ tâm làm nền móng để xây dựng nên một con người đầy trí tuệ, đầy bản lĩnh cho các bạn. Sẽ dùng hết tâm sức của mình, tận tâm, tận tụy, tận tình, dùng hết những kiến thức mà mình đã học được trên nhà trường cũng như là trải nghiệm ở trong cuộc sống, trong công việc và ngoài đời để dạy cho các bạn, để đến khi các em bước vào trung tâm với con số 0 thì các em trở ra với con số 1.